Liên quan đến thủ tục hành chính, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai vừa ban hành thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận một số thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh. Thông báo nêu rõ, năm 2024, do nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe của người dân trên địa bàn tỉnh tăng đột biến. Vì vậy, Sở Giao thông Vận tải không đủ phôi ấn chỉ in giấy phép lái xe phục vụ cho người dân theo số lượng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Và trước việc này, rất nhiều người dân đã không khỏi bất ngờ vì quá đột xuất. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Hiện giấy phép lái xe người dân không thuộc diện như bị mất, hư hỏng, không còn giá trị sử dụng, đã đến thời hạn phải đổi, còn giá trị sử dụng 10 ngày trước ngày hết hạn được ghi trên mặt trước của giấy phép lái xe, v.v. Sở Giao thông Vận tải sẽ tạm dừng giải quyết cho đến khi có thông báo lại. Theo ghi nhận, ngay khi vừa ban hành thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận một số thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh, đến nay vẫn còn nhiều người dân chưa nắm bắt thông tin nên vẫn tìm đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Nai để thực hiện đổi thủ tục này. Bây giờ tôi chỉ có đến đây ngoài hẻm tôi đến lấy thì tôi cũng thấy cũng số người cũng đi lên đi xuống cũng bình thường như vậy cho tôi. Còn cái vụ mà hết phôi hay này kia thì tôi không có nắm được những cái đó, cái vấn đề đó. Tại vì là tôi cũng bận công việc, chỉ có đi được có 2 ngày đó, tôi chỉ biết nó 2 ngày đó thôi vậy. Cái nhu cầu mà cuối năm nay cái lượng mà hồ sơ đổi giấy phép lái xe nó tăng đột biến nên cái lượng phôi mà tổng cung cấp cho sở nó không đủ để in bằng lái, cho nên là sở tạm ngưng tiếp nhận những hồ sơ mà những bằng lái mà đang vẫn còn sử dụng được, vẫn còn thời hạn sử dụng và không bị hư hỏng, chỉ giải quyết những trường hợp mà nó đã sắp hết hạn với lại những cái bằng lái bị mất thôi. Đó, do đó nên sở mới có văn bản để tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đối với những trường hợp mà chưa cần thiết. Đại diện Sở Giao thông Vận tải cũng cho biết do tạm ngừng cấp đổi giấy phép lái xe nên lượng hồ sơ đầu vào hiện nay giảm khoảng 80%. Cụ thể trung bình mỗi ngày, Sở Giao thông Vận tải tiếp khoảng 600 hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe. Song hiện nay lượng tiếp nhận đầu vào chỉ vào khoảng 60 đến 70 hồ sơ một ngày. Sở Giao thông Vận tải cũng đang lo ngại sau khi thực hiện tiếp nhận hồ sơ bình thường trở lại, số liệu sẽ tăng lên đột biến và khả năng xảy ra ùn ứ, xếp hàng dài chờ đợi, vân vân sẽ rất cao. Sở cũng đã đưa những cái clip ấy, với những cái hướng dẫn cho tất cả các điểm tiếp nhận ở các huyện để nếu mà người dân có nhu cầu thì để thực hiện cái việc để tiếp nhận dịch vụ công mức độ 4. Thì tuy nhiên là có nhiều người ta cái khả năng tiếp cận công nghệ thông tin cũng chưa được dành lắm nên họ tiếp nhận họ nộp họ thấy là nộp trực tiếp nó tiện hơn nên là người ta vẫn đi nộp hồ sơ trực tiếp nhiều hơn là cái trực tuyến. Trên thực tế, việc tạm dừng tiếp nhận một số thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe là do nhu cầu tăng đột biến, trong khi đó Sở Giao thông Vận tải lại không đủ phôi ấn chỉ in ấn phục vụ người dân. Liên quan đến việc này, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai cũng đã kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam cấp bổ sung thêm phôi ấn chỉ giấy phép lái xe. Tuy nhiên, do nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe trong cả nước đều tăng cao, nên việc bổ sung phải chờ đồng loạt. Để thuận tiện, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai cũng khuyến nghị người dân thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến tại địa chỉ dvc4.gblx.gov.vn. Chọn đổi giấy phép lái xe, sau đó chọn cơ quan tiếp nhận là Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai và làm theo hướng dẫn để hoàn thành thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.